Anh yên tâm. Hay quá, thấy gì? Đi theo cảm tính.
dần dần nữa thôi. Alo alo. Tao đọc số Uber vậy. Bút đỏ. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với lấy cái gì ra mà kẹp. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với giải bóng đá Football Electric Cup 2022. Đây là giải bóng đá nam sinh viên khoa điện trường đại học công nghiệp. Và trận đấu chúng ta đang được chứng kiến là trận đấu giữa tự động hóa 1 K15 và điện 4 K14. Do hai đội đều có cùng màu áo truyền thống là màu áo trắng quần đen. Thế nên trong trận đấu ngày hôm nay, đội điện 4 K14 sẽ mặc áo pit và các cầu thủ tự động hóa 1 K15 sẽ mặc áo trắng. Quay trở lại với trận đấu thì đây đã là phút thứ tư của trận đấu và tỷ số đang là 0-0. Giải bóng đá thường niên của khoa điện trường đại học công nghiệp Hà Nội tổ chức cho các lớp trong khoa điện để có sân chơi giao lưu học hỏi và rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt cho quá trình học tập tại trường đại học công nghiệp. Trận đấu mà các bạn đang được chứng kiến là trận đấu khai mạc của giải bóng đá Football Electric Cup 2022. Giải bóng đá bao gồm 21 đội bóng được chia làm 7 bảng đấu. Đá biên cho các cầu thủ điện. Cơ hội. Không vào. Rất tiếc tiền đạo của các cầu thủ điện 4 đã không thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Một cơ hội rất ngon ăn khi trước mặt tiền đạo đó là một gôn trống rồi. Đá biên được tự động hóa. Đức Thịnh rất khỏe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thời tiết hôm nay là rất mát mẻ, trời nắng đẹp, rất ủng hộ cho các cầu thủ thi đấu. Và bên ngoài đường pit tôi có thể chứng kiến rất nhiều các cổ động viên, chứng tỏ giải đấu bóng đá này rất thu hút được các bạn sinh viên theo dõi. Cắt bóng tốt. Đức Thịnh cứu bóng tốt. Vẫn là Đức Thịnh, qua người, dứt điểm. Không vào. Rất tiếc cho Đức Thịnh khi anh đã có một pha xử lý rất tốt rồi. Nhưng mà sau đó thì pha dứt điểm của anh đã đi chệch cột dọc. Trong sự tiếc nuối của các cổ động viên bên ngoài. Đã có lỗi của Văn Công đối với Nguyễn Tân, số 10 đội trưởng bên phía Điện 4. Và đứng trước bóng đang là Nguyễn Tân. Pha dứt điểm từ xa không thành công của Nguyễn Tân. Còn đây là thủ thành Thế Anh. Trọng tài xác định có đá góc cho cầu thủ tự động hóa. Đường vào. Không thể có pha đánh đầu. Của cầu thủ số 16 Văn Hiếu. Như vậy là tiếp tục có một pha đá phạt góc cho cầu thủ tự động hóa. Đại Hiệp.
Văn Công. Như vậy là các cầu thủ điện 4 có sự thay đổi người. Trận đấu được tiếp tục, đứng trước bóng đó là Đại Hiệp. Đường lên. Một pha phá bóng tốt của Đức Cường. Đường vào. Không thể có pha đánh đầu của Văn Công. Văn Công. Các cầu thủ điện 4 phản công. Không được. Một nửa thời gian, một nửa của hiệp thi đấu thứ nhất đã trôi qua và hiện tại tỷ số vẫn đang là 0-0. Dứt điểm. Và sút xa rất hay của Đức Thịnh. Nhưng rất tiếc là bóng chưa thể đi trúng khung thành như thắng được thủ môn Thế Anh. Bên phía các cầu thủ điện 4. Đá góc cho cầu thủ điện 4. Đứng trước bóng đang là Minh Đức. Cầu bóng vào. Dứt điểm. Một pha bắt bô lê của Nguyễn Tân. Đại Hiệp vẫn còn rất bình tĩnh. Đường lên. Hơi sâu rồi. Và đưa bóng lên của Đại Hiệp dành cho số 10 Đức Thịnh là hơi sâu. Như vậy là điện 4 lại tiếp tục có sự thay đổi người. Vào sân đó là Chí Bình, số 23. Một pha bay người rất đẹp mắt của thủ thành Thế Anh. Đá góc cho cầu thủ Tự Động Hóa. Những pha đưa bóng vào từ những quả đá phạt góc của các cầu thủ Tự Động Hóa là hơi cao so với các đồng đội ở phía trong.
đánh đầu không thành công của Ngọc Anh. Thế trận rất giằng co và hai đội đang tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Nhưng hiện tại thì vẫn chưa có một cơ hội thực sự rõ rệt nào dành cho cả hai bên. Đơn giản chỉ lưỡng nhà chỉ là những đường phất bóng dài lên phía trên cho tiền đạo xử lý. Đây là Ngọc Anh. Đức Thịnh. Số 10 Đức Thịnh của Tự Động Hóa rất khéo. Một đường đưa bóng lên không dành cho ai của thủ thành Thế Anh. Nguyễn Tân cướp được bóng rồi. Sút xa. Và sút xa không thành công của Minh Đức. Tiếp tục là một pha phất bóng dài lên không dành cho ai, nhưng lần này là của bên phía Tự Động Hóa. Tiếp tục là bàn công, vẫn còn không được, trọng tài xác định ném bóng lên cho cầu thủ Điện 4. Văn Hiếu, bàn công, sút xa. Cầu thủ số 10 Văn Công có lẽ là điểm sáng duy nhất bên phía các cầu thủ Tự Động Hóa. Wow, như vậy là sau một tình huống lập bập thì đã có bàn thắng dành cho cầu thủ Tự Động Hóa. Tôi cần xác định lại xem ai là người ghi bàn. Chúng ta vừa được xem lại bàn thắng vừa rồi có cầu thủ Tự Động Hóa, và người ghi bàn đó là số 10 Đức Thịnh. Như vậy là đã có bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này. Bóng đi hết đường biên dọc. Đá biên với cầu thủ Tự Động Hóa. Như vậy là sau một khoảng thời gian khoảng 20 phút bế tắc thì cầu thủ Tự Động Hóa đã có bàn thắng. Và hy vọng trận đấu của chúng ta sẽ trở nên gay cấn hơn. Và tiếp tục sẽ có những bàn thắng nữa. Nguyễn Tân cướp được bóng rồi. Nguyễn Tân cũng rất khỏe.
Vẫn Tân và Văn Công. Các cầu thủ điện 4 sẽ cần phải dồn lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa cũng như là kiếm điểm trong trận đấu khai mạc của mình. Đây là Văn Hiếu. Đại Hiệp. Các cầu thủ tự động hóa là K15 và cầu thủ điện 4 là K14. Như vậy là các cầu thủ tự động hóa kém các cầu thủ điện 4 một tuổi. Nhưng hiện tại tỷ số đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ ít tuổi hơn. Và vừa rồi tiếp tục là một pha dứt điểm của các cầu thủ tự động hóa. Người vừa đánh đầu đó là số 16 Văn Hiếu. Tân pha lùi về cắt bóng tốt của Ngọc Anh. Tiền đạo bên phía các cầu thủ tự động hóa. Nhìn kiên quyết. Đường vào. Bóng lên của Đại Hiệp. Đi vậy. Anh ơi.
Như vậy là trọng tài đã nổi còi, kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất. Chúng ta cùng chờ đón hiệp thi đấu thứ hai.
Chúng ta cùng quay trở lại với hiệp thi đấu thứ hai giữa các cầu thủ. Điện 4, K14 và tự động hóa 1, K15. Và tỷ số hiện tại đang là 1-0 nghiêng về các cầu thủ tự động hóa. Đây là trận đấu khai mạc của giải bóng đá Football League Cup 2022. Giải bóng đá nam sinh viên khóa điện trường đại học công nghiệp. Người ghi bàn mở tỷ số và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại đó là số 10 Đức Thịnh bên phía tự động hóa. Còn đây là Văn Công. Không được. Một pha đưa bóng vào tốt của Văn Công nhưng rất tiếc Ngọc Anh không thể dứt điểm thành công trong pha bóng vừa rồi. Đá biên cho Điện 4. Đây là Đức Hạnh. Đại Hiệp đứng lên cho Ngọc Anh. Ngọc Anh không thể xử lý bóng trong pha bóng vừa rồi. Lê Nguyễn Tân đập 1-2 tốt. Tiếp tục là đá biên cho Điện 4. Và sút xa không thành công của Minh Đức. Cầu thủ quay trở lại sau khi ra sân ở hiệp 1. Đây là Công Minh. Bóng vẫn còn. Vẫn là Công Minh. Như vậy là bóng đã đi hết đường bên ngang. À, phát bóng lên cho cầu thủ tự động hóa. Đại Hiệp. Đây là Nguyễn Tân. Rất kỹ thuật. Đại Hiệp và Nguyễn Tân. Văn Công. Và chuyền bóng không thể đến chân đồng đội của Văn Công. Thế trận ở đầu hiệp 2 tương đối giống với thế trận của hiệp 1, khi mà các cầu thủ hai bên giằng co và chỉ có những đường phất dài từ sân nhà lên cho tiền đạo. Đường vào.
tự động hóa phản công. Còn để Đức Thích dứt điểm không được. Vừa rồi là một pha bóng cứu thua rất lăn xả của số 7 Văn Triều bên phía Điện 4. Pha dứt điểm không thành công của Văn Công. Đức Anh, đây là Ngọc Anh, Ngọc Anh và Đức Thịnh dứt điểm. Liên tiếp là những pha bắn phá của các cầu thủ tự động hóa về phía khung thành của thủ thành Thế Anh bên phía Điện 4. Văn Công cứ bóng tốt, vẫn là Văn Công. Nguyễn Tân, Điện 4 phản công, qua người rồi. Như vậy là đã có pha keo áo của Văn Công đối với Nguyễn Tân. Như vậy là các cầu thủ Điện 4 tiếp tục có sự thay đổi người. Ra sân là số 8 Đức Hãnh và vào sân là số 23 Chí Bình. Vừa rồi là pha ba cắt bóng tốt của Văn Hiếu. Đây là Văn Công, 2-1, không thể đưa bóng sang, nhưng vẫn là Ngọc Anh. Văn Công, Đức Thịnh. Bây giờ đến lượt Điện 4 phản công, không được, và đẩy bóng hơi dài của Nguyễn Tân. Các cầu thủ Điện 4 cần chắt chiu những cơ hội mà mình có được hơn để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa khi mà thời gian đang dần trôi đi rồi. Đang là phút thứ 33 của trận đấu và các cầu thủ Điện 4 vẫn bị dẫn trước với tỷ số 1-0. Văn Triều, Nguyễn Tân. Và đưa bóng hơi sâu của Ngọc Anh dành cho số 16 Văn Hiếu. Khi mà các cầu thủ Điện 4 dâng lên để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thì cũng là cơ hội để cho các cầu thủ tự động hóa phòng ngự phản công. Khi bên trên tự động hóa đó là Ngọc Anh và Đức Thịnh cũng như Văn Công luôn rình rập những cơ hội để trừng phạt các cầu thủ Điện 4. Ngay từ đầu hiệp 2, các cầu thủ tự động hóa đã có 3-4 cơ hội gì đó để nâng tỷ số lên 2-0. Đá góc cho cầu thủ tự động hóa. Tiếp tục thêm một pha đá phạt góc nữa. Tira, tira.
từ ông lên. Đây là Đức Thịnh. Đường vào. Thủ thành Thế Anh đã đấm bóng tốt trong khoảng vừa rồi. Trọng tài xác định thêm một pha đá phạt góc nữa cho cầu thủ Tước Đông Hóa. Điểm 4 phản công. Một pha giữ bóng hơi khó hiểu của cầu thủ bên phía Điện 4. Đây là Văn Công. Văn Công không thể qua được Đức Cường. Nguyễn Tân. Đại Hiệp chèo chắn bóng rất tốt. Vẫn là Đại Hiệp. Đức Thịnh cứ đổ bóng rồi. Dứt điểm. Rất dễ dàng. Như vậy tỷ số đã là 2-0 cho cầu thủ Tự Động Hóa. Vừa rồi là một pha phối hợp không hiểu ý giữa thủ thành Thế Anh và số 11 Minh Đức, số 1 Đức Cường bên phía cầu thủ Điện 4. Và Đức Thịnh đã chốt thời cơ rất tốt và có bàn thắng thứ hai cho riêng mình trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy là các cầu thủ Tự Động Hóa đang dẫn trước các cầu thủ Điện 4 với tỷ số 2-0. Thank you.
các cầu thủ bên phía Điện Bốn dường như đang mất liên lạc với nhau ở trên sân. Những đường truyền của cầu thủ Điện Bốn dường như không có địa chỉ. Tiếp tục là một pha cắt bóng tốt các cầu thủ Tự Động Hóa. Như vậy là 3-0. Người vừa có pha dứt điểm rất lạnh lùng vừa rồi đó là Ngọc Anh, và một pha ăn mừng như Ronaldo của anh. Tỷ số đang là 3-0. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm vừa rồi của Ngọc Anh. Một pha cướp bóng tốt của số 10 Đức Thịnh, người đã có 2 bàn thắng. Sau đó chuyền cho Văn Công. Xin lỗi các bạn, đó là Ngọc Anh. Và Ngọc Anh đã có một pha dứt điểm rất lạnh lùng, nâng tỷ số lên 3-0 cho cầu thủ Tự Động Hóa. Tiếp tục là Tự Động Hóa phản công. 2-2. Đây là Đức Thích. Wow! Và như vậy là 4-0 dành cho cầu thủ Tự Động Hóa. Và người ghi bàn đó là đại hiệp Trung Vệ Thỏng bên phía các cầu thủ Tự Động Hóa. Một pha phản công rất hay của các cầu thủ Tự Động Hóa. Và người châm ngòi không ai khác đó là đại hiệp. Và sau pha phối hợp với số 10 Đức Thịnh thì người ghi bàn cũng chính là anh luôn. Như vậy trong cả 4 bàn thắng của các cầu thủ Tự Động Hóa đều có dấu giày của số 10 Đức Thịnh. Anh đóng góp 2 kiến tạo và 2 bàn thắng. Có vẻ như cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này không ai khác đó chính là số 10 Đức Thịnh của Tự Động Hóa. Đường vào. Đá biên cho cầu thủ Tự Động Hóa. Đức Thịnh rất khỏe, dứt điểm. Đức Thịnh đang đi tìm kiếm hat-trick cho mình trong trận đấu ngày hôm nay. Anh đã có 2 bàn thắng giúp cho đội nhà Tự Động Hóa dẫn trước các cầu thủ Điện Bốn. Thank you.
Các cầu thủ tự động hóa tiếp tục phản công. Đây là Đại Hiệp. Đại Hiệp rất khỏe. Đã là phút thứ 47 của trận đấu rồi. Dứt điểm. Bóng vẫn còn. Hải Giang. Văn Công. Đây là Nguyễn Tân. Số 10 của Điện 4. Không thể qua được Đại Hiệp. Thế Anh. Đây là Văn Chiêu. Văn Công và Nguyễn Tân. Văn Công hơi đồng đội trong tình huống vừa rồi. Khi mà trong tình huống vừa rồi anh có thể dứt điểm luôn thì anh lại truyền cho số 16 Văn Hiếu. Vào, và như vậy là một pha đá phạt góc trực tiếp ghi bàn thắng của số 16 Văn Hiếu. Một pha đá phạt góc rất bất ngờ. Và thủ thành Thế Anh bên phía Điện 4 có vẻ như đã bị giật mình trong tình huống đá góc trực tiếp của Văn Hiếu, khiến cho anh đỡ bóng vào gôn. Một tình huống rất bất ngờ. Như vậy tỷ số đã là 5-0 cho các cầu thủ tự động hóa. Có vẻ như hiệp 2 là một hiệp thi đấu dễ dàng hơn rất nhiều so với các cầu thủ tự động hóa. Còn đây là một pha đá phạt trực tiếp và cơ hội nâng tỷ số lên 6-0 cho các cầu thủ tự động hóa, khi bên phía các cầu thủ tự động hóa dứt điểm từ xa khá tốt. Rất tiếc, trong bóng vừa rồi thì Đại Hiệp lại đưa bóng đi vọt sang ngang.
Tân. Văn Công. Bàn thắng thứ 6 không? Không được. Phút thứ 51 của trận đấu. Và tôi có thể khẳng định luôn với các bạn rằng chiến thắng đã thuộc về cầu thủ Đỗ Động Hóa trong trận đấu ra quân giải bóng đá khoa điện của trường Đại học Công nghiệp giữa ba khóa, đó là K14, K15 và K16. Các anh K15, các anh K14, điện 4 đã phải phơi áo trước các em K15. Và cụ thể ở đây đó là Tự Động Hóa 1. Và như vậy trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu khai mạc giải bóng đá Football Electric Cup 2022 giữa các cầu thủ điện 4 và Tự Động Hóa, và tỷ số là 5-0 nghiêng về các cầu thủ Tự Động Hóa. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn tại giải đấu này trong những lượt thi đấu tiếp theo.